về tình hình sức khỏe của bé trai sơ sinh, con của sản phụ Võ Thị Hồng Duyên bị dao đâm xuyên đầu 11 cm. Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị điều trị cho cháu bé. Các bác sĩ đã thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy dao ra khỏi đầu bệnh nhi kéo dài hơn 3 tiếng, nhưng chưa thể nói em bé đã qua cơn nguy kịch. Điều đáng mừng nhất là sau ca phẫu thuật, vết thương chưa có dấu hiệu nhiễm trùng. Việc đánh giá khả năng hồi phục, vận động thần kinh của bé vẫn còn phải chờ. Hiện cháu bé đang được các bác sĩ chăm sóc và theo dõi chặt chẽ diễn biến sức khỏe. Cuộc phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành công với sự hỗ trợ của Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh. Bộ trưởng Bộ Y tế đã gửi thư khen ngợi và biểu dương tập thể cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực kịp thời cứu sống bệnh nhi qua khỏi giai đoạn hiểm nghèo. Bộ trưởng cũng đề nghị bệnh viện tập trung các bác sĩ giỏi, thuốc men và phương tiện để giúp cháu thoát khỏi tử thần vì cháu còn quá nhỏ, tổn thương nặng và tiên lượng còn dè dặt.